Lời nói đầu tiên, Dương hội chúc các nhà hảo tâm trong và ngoài nước thật nhiều sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Hôm nay từ thiện bảy trao phần quà của anh Cao Lan và chị Ngọc Lý ở Hoa Kỳ hỗ trợ cho người thất nghiệp. Dương hội cảm ơn. Chúc quý vị được nhiều sức khỏe. Số điện thoại của Dương hội là 0909098469.